Ok, chào mọi người ha. Trong bài trước thì mọi người đã được tụi chia sẻ cái before suit và after suit ở trong cái Mocha framework. Thì hôm nay tụi sẽ chia sẻ thêm hai cái hook mới. Đó là before x và after x trong Mocha framework thì hình hài như thế nào. Bây giờ thì mình mở ra cái script hôm trước mình đã viết có sẵn là before và after rồi. Thì chia sẻ luôn với mọi người là cái before x và after x thì hầu như tụi không dùng ở trong automation test, nhưng tụi không dùng không có nghĩa là người khác không dùng và các bạn sẽ không dùng. Thì tùy trường hợp mà từng project sẽ có yêu cầu khác nhau có thể dùng hay không dùng, hoặc tùy cái logic hoặc tùy cái framework mà các bạn tạo ra các bạn có thể dùng hay không. Nhiệm vụ của tụi là chia sẻ hết và để các bạn biết là trên đời này có nó có làm cái việc đó để sau này mình cần thì mình dùng ha. Thì mình sẽ không viết lại cái phần logic này nữa, tụi tạm thời xóa ở bên trong và tụi sẽ demo cái before x và after x nó hình hài như thế nào. Đấy, tụi ở trong ruột này thôi. Ok, bây giờ mình sẽ xóa cái này đi. Và trong này đầu tiên cái before cũ thì mình vẫn cứ giữ, đó là mình sẽ in ra console.log và mình sẽ in ra câu lệnh là start. Và ở trong cái after này mình sẽ ra là done. Rồi, bây giờ mình sẽ có thêm là một cái là before đây. Mình sẽ in ra là gì? Console.log. Trong trường hợp này tụi sẽ in cho nó thuộc vào bên trong một tí, một cái tab á, duyệt T, format thôi, không có gì người không có gì đâu mọi người. Duyệt T và sẽ là before script ha, before script. Đó. Và tụi sẽ có một cái hook nữa là after x và tụi sẽ in ra là cũng là thuộc vào một tab và là after script à. Rồi trong mỗi cái script này tụi sẽ cho nó thuộc vào bên trong hai tab ha, duyệt t duyệt t cái nữa, rồi ở đây là test case 001 chẳng hạn. Rồi, copy cái này cho nhanh. Rồi, ok. Thì cái before x này nó sẽ được thực thi khi nào? Nó thực thi trước mỗi cái script. Ví dụ ha, mình có hai test case thì nó thực hiện before x. Nó chạy một cái test case này, sau đó nó thực thi after x. Đó, rồi tiếp tục nó lại thực hiện before x cho cái thằng này. Sau đó nó thực thi test case này và thực hiện after x. Mọi người hiểu chưa ha? Hiểu cái cách chạy của nó rồi đúng không? Và giống như before, should và after mình đặt ở đâu nó cũng chạy được cả ha. Mình đặt sorry mọi người, mình đặt ở đâu nó cũng chạy theo đúng cái thứ tự này cả, không cần phải đặt xen kẽ hay gì hết. Đó. Rồi, mọi người khởi động cái Chrome driver lên. Sau đó mình đưa cái related path của cái script này vào ở trong test runner configuration và mình thử chạy. À, xem thử nó in ra như thế nào ha. npm test test chấm config chấm cs enter. Rồi trường hợp này nó cũng mở lên cái Chrome browser nhưng mà mình không có thực thi gì ở trên cái này hết, chủ yếu là mình coi cái log ở dưới này. Đấy mọi người thấy không, start này là của cái before suit, sau đó này before it này không là before script, thực thi script, sau đó after script là after x, tiếp tục gì before x nè, thấy chưa, rồi tới test case, rồi tới after x và cuối cùng là gì done. À, thấy chưa, vậy là mọi người đã biết được bốn cái hook rất là quan trọng ở trong một Mocha framework và mình có thể dùng tùy ý mình khi mà mình đã hiểu được cái cách tổ chức của nó rồi ha. Rồi, chúc mọi người học tốt và hẹn mọi người trong bài học tiếp theo.